Trời ơi là trời. Sao anh cảm thấy thế nào anh? Xin lỗi, xin chào bạn. Hôm nay là Dương Miễn bị mấy nhân viên nó trôn đó bạn. Nó vô nó mở phòng xông hơi, má ơi nhiệt độ 50 độ. Trời ơi, nó kêu tôi xông hơi 10 phút, nãy giờ mới 7 phút rồi. Thật sự thì nói chung là 10 phút chơi cũng được, nhưng mà có một cái nó hơi ngứa bạn. Nó hơi ngứa rồi ơi. Mấy xông hơi mà thiếu gái nó khó chịu thì chứ. Trời ơi, thật sự không thấy xông hơi, gái xông hơi chung anh quen nè mấy em. Dạ hả? Mà nói chung phòng xông hơi này rất là tuyệt vời, nhiệt độ nó có sốc các bạn. Nhiệt độ nó không có sốc không đuổi khách. Má nhiệt độ nó dai dẫn nó làm. Trời ơi, má ơi, mồ hôi nó ra như đây nè mấy em. Trời ơi, nói chung là thử thách tập game xong rồi chơi mình xông hơi cái tay HOL đó, thực phẩm nhân gian này nha. Sướng quá không anh? Sướng mà nó thiếu cái gì đó một đời mấy em, đúng không? Bánh mì phải có 3T là nó ngoài phải nó máu dê trong người. Trời ơi, trời ơi, nãy tôi gãi mình, tôi ước gì con nhỏ kia gãi. Trời ơi, trời ơi, cảm giác ép nước ra, nó phê, nó thử thách cho bạn chịu được bao nhiêu phút, bạn như Nguyễn 7 phút mà. Bữa sau con gái làm 10 phút nha. À, mà để động lực có gái thì mà phải xe đi video like video đi. Duy Nguyễn gù gái xong rồi Duy Nguyễn đạp vô cái phòng phòng này. Rồi Duy Nguyễn đạp vô cái phòng này. Để quảng cáo phòng này để cho các bạn biết được cái cách mà chúng ta sử dụng xông hơi sau buổi tập nó như thế nào. Bây giờ tiện đây Duy chia sẻ. Ví dụ giờ Duy tập xong Duy xông hơi xong đúng không? Thì bắt buộc không được tắm liền. Bắt buộc không được tắm liền mấy cụ. Bị sốc nhiệt hay sao anh? Lỗ chân lông đang mở chà bá luôn nè má. Sốc nhiệt thì cũng lần phần thôi, nhưng mà lỗ chân lông nó mở quá mày nước vô cảm chết sao qua ba, đúng không? Xông hơi xong không được tắm liền, các bạn phải tắm xong sạch sẽ rồi các bạn đi xông hơi. Các bạn đi xông hơi xong rồi lấy khăn mà quấn mà lau sạch bách gì đó qua phòng để thay đồ đi về. Nhưng mà muốn thay đồ đi về phải nghỉ khoảng chừng 15 phút. Vậy trong thời gian đó làm gì? Uống súp chứ làm gì? Tính hết rồi ba nha, uống súp. Còn nếu mà bạn chơi theo kiểu mà tán dốc á như Duy vậy nè, tập xong dần dày. Xong rồi xong hơi xong luôn, giờ về sau tắm, đúng không? Xuống dưới chém gió. Đúng rồi. Uống bot rồi cao, uống whey protein, uống lean body, uống true fit, uống tất cả những thứ BBT nó bán đó mà. Rồi sau đó mình làm cái vlog thằng nghèo cái khổ câu view đồ. Đúng không? Rồi xong lúc đó mình ăn rồi xong mình tắm mình đi về. À là sorry sai điểm này nữa. Tắm xong mới ăn. Cuộc đời là tắm xong mới ăn. Còn nếu mà lỡ á mình dòng đời đưa đẩy thì mình không làm được thì kệ mẹ nó đi. Chứ ăn xong tắm cũng được. Nhưng mà cái vấn đề xong hơi nó quan trọng. Xong hơi xong không tắm. Mấy anh cha nội đi massage mà kiến thức yếu là bị đào nó đạp liền. Nó vô anh ơi anh tắm đi anh xong hơi. Không có dạy vậy. Nó không dạy vậy em. Dạ. Nó sẽ dạy rằng anh đi xong hơi cho khỏe đi ra đây anh tắm cho sạch. Sạch đây chi để làm gì. Đúng không? Nhưng mà cái đó là cái mà nó không đúng bài học nha các bạn. Nên các bạn xong hơi trong thành online thì mấy em PT phải nắm được kiến thức này. Và tụi em PT cũng nên trải nghiệm phòng xong hơi. Chứ phải tụi em tập PT không tụi em biết dịch vụ. Đúng không? Mình trải nghiệm mà đi rắc mà nãy mà chơi tao 50 độ là thấy sốc nha. Độ xong hơi 40 độ là thấy nặng nặng rồi đó. Mà chơi tao 50 độ luôn, bắt tao ngồi 10 phút. 10 phút buồn, không giống gì chịu nổi dư sức. Nhưng mà nó buồn. Tật anh qua tay múa chân múa mỏ quen rồi. Bọn nó đi gu cũng có điện thoại rồi nọ. Hiểu chưa? Dạ hiểu. Nhưng rồi. Mà bữa sau đi anh kiếm đào nào ông gù cũng dẫn vô đây đạp phát một ra 10 phút 15 phút luôn anh. Mày thích thì 15 phút luôn. Nhưng mà 10 phút 15 phút phải chỉnh nhiệt độ khác. 50 xong rồi super set, drop set tu nhiệt độ nữa thành 45-40. Ok đó xem, chúc bạn có một kỳ nghỉ lockdown thành công. Nhưng mà tôi không vui vẻ thế nào cả các bạn. Hay thì mua súp đi ba. Lái xe là đương nhiên rồi. Coi chùa hoài.